7 bài học truyền cảm hứng từ vua gà rán KFC. Sáu mươi lăm tuổi khởi nghiệp, qua 1009 lần thất bại và trở thành triệu phú gà rán khi 75 tuổi. Nhiều người cho rằng bước qua tuổi 30 đồng nghĩa với việc sự nghiệp đã chạm đỉnh, thế nhưng thành công của ông chủ tuổi 75 này sẽ thay đổi suy nghĩ của nhiều người. Colonel Sanders đã bị từ chối chính xác 1009 lần trước khi ông có thể bán công thức KFC của mình thành công. Thêm vào đó, ông còn thất bại trong tất cả các công việc đã trải qua trong suốt cuộc đời mình. Cả đời đối mặt với thất bại này đến thất bại khác, cuối cùng ông đã thành công với KFC ở tuổi 75. Dưới đây là 7 bài học đầy cảm hứng trong hành trình khởi nghiệp của Colonel dành cho tất cả chúng ta, và cho dù bạn 25 hay 75 tuổi, chưa bao giờ là quá muộn để thành công. Bài học số 1: Thất bại là mẹ thành công. Colonel Sanders đã bị từ chối hơn 1000 lần trước khi bán thành công công thức gà rán Kentucky của mình. Không chỉ vậy, Sanders còn thất bại thảm hại ở mọi lĩnh vực khác mà ông từng thử sức. Trong độ tuổi từ 10 đến 40, Sanders đã thử làm tất cả những công việc dưới đây: lái xe, nông nghiệp, pháp luật, bán hàng, chữa cháy. Điều này chỉ ra rằng cho dù bạn có trải qua bao nhiêu thất bại thì vẫn còn thời gian, cho dù bạn bao nhiêu tuổi, bạn vẫn còn cơ hội. Tôi chỉ có hai quy tắc: làm tất cả những gì bạn có thể và làm tốt nhất có thể. Đó là cách duy nhất để bạn có được cảm giác hoàn thành một điều gì đó, Colonel Sanders. Bài học số 2: Không bao giờ là quá muộn. Khi Colonel Sanders 75 tuổi, cuối cùng ông đã bán KFC với giá 2 triệu đô la Mỹ, khoảng 15 triệu đô la Mỹ ngày nay. Nhiều người nghĩ rằng họ đã vượt qua ngọn đồi khi họ ở độ tuổi 30. Tuy nhiên, vị cha đẻ của KFC này đã phải đối mặt với nghịch cảnh và cuối cùng trở thành người sáng lập và gương mặt đại diện cho một thương hiệu mà chúng ta vẫn rất quen thuộc trong hơn 5 thập kỷ sau đó. Bài học số 3: Quá khứ là quá khứ. Để thành công với tư cách là một doanh nhân, chúng ta cần biết rằng quá khứ là quá khứ và nó chỉ xác định cơ hội thành công trong tương lai của bạn nếu bạn cho phép. Không quan trọng bạn đã thất bại bao nhiêu lần, bạn đến từ đâu hay những điều tiêu cực bạn đã trải qua hoặc đã làm trong quá khứ. Quá khứ của bạn không nắm giữ chìa khóa thành công trong tương lai của bạn. Ông đã thất bại trong mọi công việc từng thử. Ông thậm chí đã trải qua phần lớn cuộc đời của mình trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, kết thúc bằng ly hôn và phải chu cấp cho ba đứa con khi vừa mới 19 tuổi. Đối với hầu hết mọi người, họ sẽ chấp nhận một công việc bình thường đủ để ổn định cuộc sống, nhưng Colonel Sanders vẫn tiếp tục với niềm tin vào khả năng và nguyên tắc của chính mình. Bài học số 4: Từ bỏ là cách duy nhất để thất bại. Thất bại là một điều tự nhiên của cuộc sống. Câu chuyện của KFC cho chúng ta biết rằng bỏ cuộc là thất bại duy nhất. Nếu bạn có cùng quan điểm và niềm tin vào những gì bạn đang cố gắng làm, thì khả năng thành công là điều không thể bàn cãi. Không có giới hạn thời gian để xác định thành công, cuối đường hầm luôn là ánh sáng. Bài học số 5: Một khởi đầu mới. Nhiều người chưa biết nhưng nấu ăn là một niềm đam mê của Colonel, nhưng ông đã không theo đuổi đam mê của mình cho đến tận sau này. Chỉ khi có can đảm để thất bại và bắt đầu lại nhiều lần, ông ấy mới có thể khám phá ra tiếng gọi thực sự của mình. Khi bạn cố gắng thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đó là khi bạn bắt đầu hủy hoại chính mình. Khởi đầu luôn là phần khó, và đối với hầu hết mọi người, việc theo bắt đầu ở độ tuổi 50, 60 và 70 của họ là điều không thể. Nghị lực và niềm đam mê tỏa sáng ở tuổi 70 của Colonel Sanders là bài học đầy cảm hứng cho bất kỳ doanh nhân nào. Bài học số 6: Hãy tạo nên niềm tin. Không có gì ngạc nhiên khi biết rằng đi theo tiếng gọi của trái tim là chìa khóa dẫn đến thành công, hạnh phúc và mãn nguyện. Thế nhưng tại sao rất nhiều người trong chúng ta sẽ không theo đuổi những gì chúng ta thực sự muốn từ cuộc sống? Ngồi lại và thư giãn trong vùng thoải mái của bản thân khiến nhiều người trong chúng ta không nhận ra niềm đam mê và mong muốn thực sự quan trọng như thế nào. Chúng ta phải nhớ rằng mọi thất bại đều có thể là bước đệm để dẫn đến điều gì đó tốt đẹp hơn, Colonel Sanders. Bài học số 7: Suy nghĩ đơn giản. Nói ra thì có vẻ điên rồ, nhưng cha đẻ của KFC lại bắt đầu bằng việc bán gà bên đường. Sau khi bán công thức của mình, công việc kinh doanh của ông đã phát triển nhanh chóng và ngày nay người ta thường thấy KFC nhượng quyền thương mại ở các quốc gia trên thế giới, chính xác là 145 nước. Bài học ở đây là đừng bao giờ coi thường sự đơn giản. Vì vậy, miễn là bạn sẵn sàng bắt đầu, làm việc chăm chỉ và tiếp tục, mọi thứ sẽ phát triển. Theo Thùy Anh, Doanh nghiệp và Tiếp thị.
Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.